Alo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video chia sẻ với các bạn cài đặt cái bộ vít sóng Wi-Fi AX200 này. Và chúng ta vào cài đặt, chúng ta vào cái chế độ Wi-Fi. Chúng ta chờ một chút thì nó sẽ xuất hiện cái tên Totolink. Chúng ta chờ một chút này. Hoặc là khi mà chúng ta có thể chờ đây. Hiện tại cái đèn màu xanh. Rồi cái tên Totolink nó xuất hiện là Totolink AX200 nha. Chúng ta kích vào được. Ở đây chúng ta chờ một chút, khi nào nó có biểu tượng tích V là xong. Ở trên cái điện thoại iPhone thì chúng ta có thể sử dụng cái Santa Fe, hoặc là các bạn sử dụng ở trên Samsung thì thường thường có Chrome nhé các bạn nhé. Đây cái biểu tượng này rất là quen thuộc, thì mình vào cái nào cũng được. Và chúng ta ở đây có 192.168.0.254 nhé. Và chúng ta bấm đi này các bạn này. Ở đây chúng ta chọn cái chế độ mở rộng sóng phía bên tay phải đấy, chúng ta kích bấm vào đây. Bây giờ chúng ta nó đang quét cái nhàng sóng. Hiện tại mình đang kết nối vào cái phụ kiện đại trang, mình sẽ lấy cái wifi gốc này. Mật khẩu của nhà này là 1.8 đó. Rồi, chúng ta sửa đổi tên. Sửa đổi tên ở đây mình sẽ đặt phụ kiện đại trang ABC. Mình sẽ đặt tên khác. Đây mình sẽ đặt ABC là các bạn này. Mật khẩu mình có thể để nguyên hoặc là mình sẽ đổi đi cũng được. Mình đặt 1-0 chẳng hạn. Các bạn có thể nhìn thấy rõ không ạ? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0. Các bạn để ý cái tên là tên tiếng Việt không dấu, tầm khoảng 8 ký tự trở lên này các bạn này. Sau đây chúng ta bấm kế tiếp. Đây, kế tiếp màu xanh. Và như này là ok. Hiện tại thì nó đang báo là thành công. Và ở trên này chúng ta sẽ vào lại. Chúng ta sẽ vào lại cài đặt này các bạn này. À, lúc này cái đèn nó chưa sáng nhé, chúng ta chờ một chút, nó đang bắt tín hiệu từ wifi gốc. Đây, ở ngay trên điện thoại thì cái tên phụ kiện đại trang ABC nó đã kết nối rồi các bạn này. Lúc này có một cái tín hiệu xanh lá cây nó xuất hiện ở phía bên tay phải, tức là cái tín hiệu nó bắt từ wifi gốc là tốt này các bạn này. Mật khẩu 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 và chúng ta bấm kết nối. Khi này, chúng ta khi nào có chữ tích V ở phía trước. Và bây giờ mình sẽ vào cái YouTube của mình. Đây, chúng ta đấy, mình đã xem video này. Cái màu xanh này nó báo là tín hiệu rất là chuẩn nhé. Thì bên mình có rất là nhiều cái bộ kích sóng Wi-Fi. Hiện tại thì mình đang cung cấp cái Totolink này. Các bạn quan tâm thì liên hệ với số điện thoại 0981 622 291. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.